Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Công Vlog Bio. Hiện tại là mình đang ở quán nước Orange Hill nha các bạn. Chỗ này là cũng hot ở trên mạng nè, với không gian là kín và có cái hồ bơi mà cam cam ở trên TikTok hay là trên YouTube đó, rất là hot nha. Đây là không gian của Orange Hill, rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi bắt đầu tham quan nha. Giá nước ở đây là một ly là 70.000 nha các bạn. Quán cà phê The Orange Hill này là một cái quán cà phê màu cam giữa ngọn đồi nhỏ. Và đây là một tọa độ thì khi đến Đà Lạt các bạn không thể bỏ qua nha. The Orange Hill này là cách trung tâm thành phố Đà Lạt là khoảng 15 km về hướng Cam Ly nha các bạn. Nó nằm ở xã Tà Nung. Tuy nhiên khi các bạn đến đây thì các bạn có thể check in nhiều cái thiên đường sống ảo khác nhau tại Đà Lạt nha. Trong đó có thôn 13 này, nó cũng nằm gần cái chỗ quán cà phê này, cho nên các bạn có thể ghé rất là nhiều địa điểm tại cái xã Tà Nung này và đi tham quan trong vòng một ngày nha. Đây là cái hồ bơi cho mấy bạn trẻ sống ảo nè các bạn. Cái chỗ cái hồ bơi màu cam này rất là hot luôn nha. Đây là cái vũ khí lợi hại nhất tại cái quán cà phê này nha. Ở đây ở cái quán cà phê này á, các bạn chụp ở góc nào thì cũng có một cái bức ảnh mà đẹp nhất, xịn nhất luôn nha các bạn. Chỉ cần bạn tạo dáng thôi rồi đưa máy ảnh lên hoặc điện thoại lên là chụp đại thôi là cũng ra một cái bức ảnh siêu phẩm luôn nha. Không gian ở đây là làm bằng gỗ nè, các bậc thang bằng gỗ. Tông màu chủ yếu là màu cam, đúng theo cái tên gọi của quán cà phê The Orange Hill luôn nha. Không gian quán thì mình thấy khá là rộng rãi luôn á các bạn, thoáng mát. Ngoài cái khu nhà đa giác hồi nãy, bậc thang gỗ và cái hồ bơi màu cam cam và những cái gương để mình sống ảo thì ở trong đây có cái rừng thông. Khi các bạn vào đây thì các bạn kiểu thả mình vào thiên nhiên á. Cái chỗ này á, hình như là mình thấy tổ chức một vài sự kiện trình diễn thời trang ở nơi này luôn á. Cái quán cà phê này khá là rộng rãi luôn, thoáng luôn lắm. Rất là rộng so với các quán cà phê khác nha các bạn. Chỗ nào cũng có gương hết nè. Nơi này là địa điểm rất là thích hợp cho những người lãng mạn, thích trầm tĩnh hoặc những người hiện đại phóng khoáng thì cũng có thể đến quán cà phê này luôn nha các bạn. Và đây là chiếc gương xịn sò mà ở trên mạng được quảng bá rất nhiều và mọi người chụp ảnh rất nhiều tại cái gương hình vòng tròn ảo này. Thì ngoài ra điểm cộng lớn khi ghé đến đây đó chính là nhân viên nha các bạn. Các bạn có thể yêu cầu nhân viên trực tiếp chụp ảnh cho các bạn được luôn và nhân viên rất là nhiệt tình, dù là trời nắng hay trời mưa đều chụp ảnh cho mình và nhân viên thì hòa đồng thân thiện lắm các bạn nha. Nước thì uống ở đây thì mình cảm giác là cũng vừa phải thôi, chưa tới mức là ngon. Tuy nhiên đối với một cái view sống ảo như vậy thì còn gì là hơn hết nữa. Các bạn nào mà có ghé đến Đà Lạt thì hãy đến quán cà phê The Orange Hill này nha. Đây là một địa điểm du lịch được xem cũng hơi mới thôi ở Đà Lạt á. Đây là một quán cà phê mà có cái không gian là không giống bất kỳ quán cà phê nào khác, vì nó có một cái chất riêng không đụng hàng. Vì vậy khi đến Đà Lạt thì các bạn hãy ghé đến cái quán cà phê này nha. Đây là một cái địa điểm tham quan cũng như là chụp hình này nọ tất tật là không thể bỏ qua khi đến thành phố Đà Lạt nha các bạn. Ngoài ra thì mình thấy quán cà phê này ở phía bên kia họ đang sửa chữa để họ thêm nhiều cái view để cho các bạn đến đây tham quan hơn nữa nha. Rất là có đầu tư luôn vào cái quán cà phê này. Và mình đang ở Orange Hill và hiện tại là mình sẽ kết thúc cái chỗ này nha các bạn. Đi thì nó hơi xa một tí nha. Nó kế bên thôn 13 luôn nha các bạn. Bye bye nơi này nha các bạn. Mình sẽ đi tham quan những cái địa điểm tiếp theo trong cuộc trình ngày hôm nay. Các bạn, cái quán này khá là nổi tiếng về đặc sản đồ gừng. Đây là như là heo gừng, rang xả ớt, salad đây, cơm trắng đây. Cái này là cá kèo nấu với lá vàng. Cái này là cơm lam nha các bạn. Đây là những cái món mà buổi ăn trưa của tụi mình. Bây giờ mời các bạn cùng nhau thưởng thức nhé.
Sau khi ăn trưa rất là no nê về những cái món đồ rừng thì mình sẽ ghé một địa điểm kế tiếp, đó chính là Monroe Land nha các bạn. Đây là một địa điểm khá là mới tại thành phố Đà Lạt. Nơi này cũng nằm ở trong xã Tà Nung luôn đó các bạn, cho nên là cái xã Tà Nung này rất là nhiều, mình nói từ đầu là rất là nhiều địa điểm, hàng ngàn địa điểm cho các bạn tham quan luôn. Ở đây cũng là dịch vụ mua vé vào cổng. Ở đây là mình có một điều mình hứng thú, đó chính là trượt cỏ nha các bạn. Trượt từ đây trượt ào xuống xuống dưới nè. Ở đây cho thuê đồ nha, mấy cái đồ Mông Cổ á, mấy cái đồ dân tộc Mông Cổ. Có giá cũng hơi mắc nha, 250 đến 300 luôn á các bạn. Ngoài ra thì ở đây trang trí Noel này nè các bạn. Noel, người Tết, mấy con gấu này nè, cũng có sự đầu tư á. Mình thấy Monroland này có sự đầu tư. Bên đây là chuồng thỏ mà nó ngủ mất tiêu rồi các bạn. Mấy con thỏ này nó ngủ mất tiêu rồi nè. Nó thấy cưng không? Thỏ trắng, thỏ nâu, thỏ đen đầy đủ. Tới trưa rồi, cái không khí ở Đà Lạt thì bắt đầu mình cảm giác nó nóng lên nha các bạn, chứ không có lạnh đâu. Mình thấy một con nó không có ngủ nữa mà nó chạy nè. Ô cưng ghê. Ôi cưng quá các bạn ơi. Monroland này các bạn là có cái khuôn viên rất là rộng lớn luôn nha, được bao phủ bởi đồi núi và thảo nguyên xanh nha. Điểm nhấn ở đây là mấy cái lều Mông Cổ nhiều màu sắc và có mấy cái cối xay xoay gió. Thì chủ yếu chắc cái tông ở đây là cái tông Mông Cổ, sao đồ đạc mình cũng thấy là thuê theo kiểu Mông Cổ. Còn đây là cái chỗ nuôi dê này các bạn. Ở đây có rất là nhiều động vật khác nhau luôn nha, ở đây nuôi nhiều động vật lắm. Thì nãy là thỏ thì bây giờ tới dê. Mấy con dê này rất là thân thiện luôn các bạn. Một điều mình thích ở đây á, là khi mình mua vé rồi nha, là mấy cái đồ ăn ở trong đây á, mình có thể xin cái mấy cái người hướng dẫn, mấy cái người gọi là mấy cái người nuôi thú đi chăn thú ở đây đi là miễn phí nha. Các bạn xin bao nhiêu cho nó ăn là nó sẽ bù lại các bạn, cho nên là mình rất là thích. Chứ nhiều chỗ địa điểm du lịch á, mình thấy á, bán theo bịch theo hộp, một bịch 10.000, 15.000, 20.000 mà phải mua vé vào cổng rồi, mà còn còn phải mua thêm đồ ăn cho mấy cái con thú này nữa, mình cũng không có ưng gì lắm. Còn ở đây á, thì là được cái là miễn phí nha. Mấy con này nó không có hôi đâu các bạn, nó sạch sẽ lắm, kiểu các bạn thấy không, mình quay cho các bạn thấy nè, không hề có một cái sự dơ gì luôn. Tuy tuy là ở đây là cái thảm cỏ xanh nha, nó rất là sạch sẽ luôn, không có hôi nữa. Xa xa là các bạn thấy nhiều cái view khác nhau không, ví dụ lều Mông Cổ nè, xích đu nè, nông trại châu Âu nè, thảm cỏ sa mạc xương rồng, cái chỗ Noel, chỗ tuyết bắn tuyết nữa vân vân, ao hồ sông nước đầy đủ luôn. Đây được gọi là nông trại đi, nông trại Monroland, một địa điểm thiên nhiên tuyệt đẹp rất là mới tại Đà Lạt nha. Xa xa kia là mình thấy có một chú dê mà tự nhiên nằm bất động, mà hay là nó tại nó già ta không biết nữa, kiểu nó có vẻ là mệt mỏi bất cần đời hay sao á các bạn, hay là buồn ngủ mình cũng không biết, hay là nó già mà cho nó ăn thì nó vẫn ăn nha. Nhìn thấy cũng thấy cưng cưng và thấy tội nghiệp. Mấy cái cối xay gió nè giống ở bên châu Âu. Chỗ này á, thì mình thấy thích hợp cho ai đi với gia đình có những trẻ em nhỏ nha, vừa hòa mình vào thiên nhiên vừa cho các bạn nhỏ có thể tham quan những cái thú cưng thân thiện tại nơi này. Các bạn thấy chưa, bé này mặc đồ Mông Cổ nè, đang rượt theo chú dê. Đây, đây rất là vui luôn, như là mình được trẻ lại rất là nhiều tuổi luôn á các bạn. Mình tạm biệt mấy chú dê đi, mình qua cái chỗ bên đây, tại vì trong đây rộng lắm, mình phải tranh thủ đi tham quan nha. Bên đây là mình thấy có con này, con cù hả bạn, hay là con lạc đà trời, con này con cù hay con lạc đà ta, chắc con cù quá hả các bạn, ủa hay là con lạc đà, à con này con lạc đà các bạn ơi. Ủa lạc đà gì mà ngộ lạ lùng vậy trời, có hai con à, như con đực một con cái.
À, lạc đà quá. Đó, cưng ghê. Đi bên đây, mình thấy có vịt nữa nè, vịt trời. Chỗ nào ở bên đây cũng chụp hình đẹp hết á, chụp theo cái kiểu mà khuynh hướng mà châu Âu, kiểu mà cao nguyên vậy á các bạn, cưng cưng. Bên đây cái chuồng này khá là rộng, bên trong gì có mấy cái con lý nhí, là con gì, con sóc hay con chuột trời. Này giống chuột hamster quá các bạn. Mình cũng không biết nữa, hồi mình tham quan sau đi. Nhưng mà mình qua cái chỗ, cái chuồng mà mình yêu thích nhất nè. Đây là chuồng mấy chú chó. Rất là cưng luôn, ngôi nhà của chó. Bên đây cái chuồng bên đây kêu là, người ta kêu bằng bổ. Xin chào mày nha, xin chào mày nha. Mày đi lạc ở đâu đây? Đây. Đây là mấy con chó nè. Trời ơi, mình nghe nói với các bạn mấy con này á, nghe cái nhân viên ở đây nói á, mấy con này á thấy người thân thiện lắm. Mà chỉ cần mà mở cái cửa chuồng ra một cái nó chạy mà bằng được không kịp luôn các bạn à. Trời ơi, cưng quá các bạn ơi. Nguyên một ngôi nhà của nó luôn á. Như là cha mẹ của nó với mấy bầy chó con ở trong đây luôn á. Ôi. Mình mà có nhiều điều kiện mình chắc mình nuôi 10 con cũng được luôn. Cưng quá nào. Rồi, nó thấy đồ ăn là nó ra hết nguyên một bầy đàn luôn nè. Thôi, tạm biệt tụi mày nha, đừng có hửi nữa. Trời ơi, còn nhỏ bú luôn kìa. Mình qua cái chuồng bên này rồi, mấy cái này con chuột hay chuột hamster, chuột mà ăn, chuột hamster ăn cà rốt hả ta? Không biết là mấy con gì luôn á. Nhưng mà thấy là thấy cưng lắm nha các bạn. Rất là thân thiện và hòa đồng, như là được huấn luyện trước vậy. Bên đây là mấy chú hưu sao. Mấy chú này có vẻ là mình thấy hơi cô đơn. Cái chuồng này hơi cô đơn. Mình qua bên đây là cái chỗ xương rồng nè. Mình thấy có một vài điểm người ta làm trồng xương rồng rất là nhiều luôn nha. Cho các bạn chụp ảnh xương rồng màu xanh. Các bạn thích thì các bạn vào đây chụp ảnh nha. Đây là con cù này. Đây mới đúng là con cù nè. Đi lạc ở đâu vẫn biết. Còn bên đây là mấy cây thông. Và ngay chỗ cái cụm phía bên đây á, là nó có khung giờ bắn tuyết lên luôn nha các bạn. Nhưng mà phải đợi mà nắng lắm. Mình sẽ qua chỗ khác nha. Bên đây là mấy cái liều đầy màu sắc và có mấy cái cột đá dựng lên. Có mấy cái quả tuyết khá là lạ. Nếu mà chụp ảnh ở đây thì các bạn nào nói á, trời Âu á, thì mọi người cũng tin luôn nha. Đẹp lắm. Con cù này nó rất là làm biếng luôn các bạn à. Em muốn làm cái gì đó là làm, chụp ảnh với nó thì thoải mái. Bên đây á, hơi là mình mặc cái bộ đồ cũng khá giống mấy cái người du mục Bông Cổ. Nếu không là đợt phải thuê đồ chụp ảnh nó mới đẹp nha. Ở đây mình thấy thuê đồ nhiều lắm. Và mình sẽ qua chuồng thỏ. Mấy chú thỏ nè, thấy có cà rốt là tỉnh queo hết trơn luôn, ra ăn mà nó ăn lâu lắm các bạn. Nó cứ gặm gì mà có cái cây ăn chút xíu, có cái miếng cà rốt chút xíu vậy mà ăn lâu thấy mồ. Một hồi nó bu lại chắc mới là nhiều đó, mình bỏ xuống luôn. Nó muốn ăn gì đó nó ăn đi. Đây là mấy cái chuồng mini, là mấy cái chuồng dành cho thỏ nha. Đầu tư nơi này mình phải công nhận, những cái chi tiết nhỏ nhặt nhất họ đầu tư rất là hoành tráng. Thấy đồ ăn là bu lại quá trời. Ngoài mấy động vật ở ngoài thì ở bên trong Mololand này còn có một động vật rất là thân thiện, đó chính là những chú chim. Mấy chú chim này mình không biết tên nha, mà cũng được cái dạng huấn luyện là có đồ ăn là đi cầm, đi bay lên trên tay, đứng đậu ở đó ăn hết thì thôi. Nó cũng không có nhát người đâu nha các bạn. Mình đứng kế bên nó nè, muốn làm gì nó cũng được. Thấy cưng lắm. Cái vườn này gọi là vườn chim.
mấy con này hung dữ lắm nha. Mình nghe nhưng mấy chị nhân viên ở đây nói là đừng đụng vào mấy cái con đó. Đây nè, mình đã dụ được một con này, ăn biết chừng nào hết không biết nữa. Rất là đẹp, nó có màu xanh, màu vàng, màu hồng, thấy cưng lắm các bạn. Nhìn nó ăn mà thấy ngon lành luôn á, nó không có nhát người đâu nha các bạn, miễn có đồ ăn vào trong đây là ok. Địa điểm này làm mình thích quá, muốn trở về tuổi thơ ghê á. Vừa sống ảo chụp ảnh xịn sò, vừa tham quan những cái động vật xinh xắn, vừa chơi trò chơi mạo hiểm trượt cỏ nữa, còn gì là bằng khi đến Đà Lạt và ghé thăm địa điểm này. Bây giờ là mình đang ở trong Mulalen và mình đã đi hết ở trong này cho các bạn tham quan. Thì giá nước và cái vé tham quan đó là 100.000 đối với nước suối nha, còn uống nước khác thì là 120.000 là bao gồm nước khác và cái vé tham quan ở tại nơi này. Thì các bạn có thấy đó, thì ở đây là có rất là nhiều loại thú nè, nào là cù nè, lạc đà nè, chuột nè, thỏ nè, chó nè, vịt nè, vân vân, rất là nhiều luôn cho các bạn tha hồ và tham quan. Thì các bạn có thể thuê đồ cũng như là tất tần tập tại nơi này. Và ở bên đây á, là các bạn có thể chơi trượt máng nha. Ngoài ra đây là trang trí Noel rồi các bạn, cho nên là chỗ này á, rất là hot và rất là đẹp, cho nên dành cho các bạn nào mà đến trong cái dịp lễ festival hoa này á, thì đây là một cái địa điểm thích hợp cho các bạn ghé tại nơi này tham quan nha. Và mình sẽ di chuyển qua một nơi khác trong ngày hôm nay dành tặng cho các bạn nha. Bây giờ đi thôi. Địa điểm tiếp theo mà mình tham quan đó chính là cổng trời Bali. Thì cái nơi này á, mình nghe nói cũng bình thường thôi, tuy nhiên đó là sắp tới chiều rồi, cho nên là mình kiếm một cái địa điểm nào mà gần trung tâm thành phố á. Và mình thì có cái địa điểm này thôi, cho nên là mình ghé thử coi xem sao. Và cái giá vé là hình như là 90.000 đó các bạn, 90.000 là đã có một bao gồm một cái phần bánh đi nha. Cái này là Greenhill Đà Lạt, Greenhill gì đó Đà Lạt, thì kêu đại loại là cổng trời Bali đi. Khi bước lên trên đây á, thì cái tầng chợt cái bằng tầng 1 đi ha, là không gian quán cà phê này các bạn. Đây là không gian quán cà phê, cái này cái kiểu dạng quán cà phê rồi có mấy cái làm mấy cái địa điểm chụp ảnh. Và đây là những cái món bánh kèm theo cái hóa đơn, cái vé 90.000, bánh nào thì các bạn lựa phong tư một cái nha. Quán cà phê thì không gian bình thường, giống mấy cái quán cà phê mà ở trên Sài Gòn, thậm chí là thua xa trên Sài Gòn đấy các bạn. Cái này là mình không phải chơi nha, mình review thật sự nha. Nước thì mình không biết làm sao chứ mình thấy không gian quán cà phê thì bình thường thôi. Để mình đi lên trên rồi lên trên tầng 2 đi, để xem có cái gì mà hào hứng mà đẹp không. Chứ cái cổng trời Bali này nhiều người đi về cũng thất vọng lắm. Mình đang di chuyển lên tầng 2 này các bạn. Thì ở trên này là bắt đầu có mấy cái cụm để chụp hình nha. Hoa anh đào giả, có mấy tổ chim, cây đèn. Đây. Thì nếu mà ở đây mà người nào mà biết chụp ảnh á, thì có thể tạo và làm kiểu chắc cũng ra một vài tấm ảnh cũng xịn sò đó các bạn. Thì nơi này là cái điểm dừng chân gần thành phố, mà các bạn nào mà lười đi xa thì các bạn ghé đây cũng được. Cổng trời Bali nha. Thời gian mở là từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều tối. Ngoài ra ở đây á, thì có cái dịch vụ là mấy nhân viên ở đây sẽ chụp ảnh cho bạn, đưa ra nhiều cái bức ảnh sống ảo. Tuy nhiên á, thì để một cái bạn kế bên, đó chính là tùy cho bao nhiêu cũng được. Cho nên không lẽ để cái bảng như vậy mình khi mình chụp mình nhập chụp mà mình không cho tiền thì nó cũng kỳ. Mà trong khi cái ở ngoài, cái cổng ngoài để là miễn phí chụp ảnh, nhờ nhân viên chụp ảnh thoải mái. Nói chung là du lịch mà các bạn, khi các bạn ghé một nơi nào đó thì có những cái quy định riêng, thì mình cảm giác làm theo như vậy thôi. Chứ thực ra cái nơi này quay một phòng như vậy là cũng đã gần hết rồi đó các bạn, chứ không có nhiều điểm để cho mình chụp ảnh đâu nha. Các bạn nào mà muốn gần thành phố có chụp một vài tấm ảnh thì các bạn có thể ghé cổng trời Bali này nha. Ở dưới đây là
những cái cây màu trắng. Bên đây là mấy cái quán cà phê, trong đây là quán cà phê bằng gỗ. Mình sẽ tạm biệt nơi này nha, và mình sẽ không khuyến khích là đi tham quan cổng trời Bali đâu nha, tùy theo các bạn thôi. Và cái địa điểm tiếp theo đó chính là Suối Mơ, một địa điểm rất là mới ở trên mạng mà theo mình biết được nha. Hiện tại là mình đang ở trong khu du lịch Suối Mơ nha các bạn. Và giá vé ở đây nó không bán vé mà là bán nước, một ly nước là 100 ngàn trên một người nha các bạn. Và đây là mấy cây lá ong nè. Và bây giờ mình vô đây tham quan nha. Đây là cái điểm tiếp theo mà mình sẽ tham quan trong ngày hôm nay. Đấy, bên đó là cái thác 7 tầng. Nhưng mà một hồi mình sẽ ra chụp ảnh ở bên đó. Và bây giờ mình tiến vào bên trong đi trước. Có cho thuê phái chụp ảnh này nọ luôn nha. Không gian ở đây thì mình thấy chưa có sự đầu tư tôi nhiều. Chắc là tại do cái địa điểm này nó cũng mới. Đây là cái cung đường mà mình... Một chút mình sẽ quay ra đi, mình sẽ chụp ảnh nha. Cái chỗ này á là cũng là rất là mới luôn nha các bạn. Mình thấy trên TikTok hay là trên YouTube có thấy mọi người quay ở đây cũng khá là nhiều. Cho nên là ngày nào, hôm nay mình sẽ tham quan thử cho các bạn xem nha. Đây là cái dọc cái con suối nè. Đó. Bây giờ mình sẽ đi tiến vào bên trong đây nha. Nghe nói bên trong này mát lắm. Chỗ này được xây dựng trên một con suối ha. Chắc là gọi là Suối Mơ. Suối Mơ thì chắc là Suối Mơ luôn đó các bạn. Đi bộ lên, cái mấy cái chỗ này nó còn hoang sơ quá. Mình cái chỗ mấy cái chỗ này chắc còn phải xây dựng nhiều nha. Phía ở dưới đây là con suối, chắc tên là Suối Mơ, khu du lịch Suối Mơ thì về chắc là Suối Mơ luôn rồi đó các bạn. Tên Suối Mơ luôn. Đây. Nơi này là nơi Suối Mơ này là cách trung tâm thành phố khoảng 6 km về phía hồ Tuyền Lâm nha. Thì nơi này mất khoảng 10-15 phút cho các bạn đến đây thôi. Cái chỗ này kiểu là hoang sơ, thơ mộng, dành cho các bạn nào mà muốn thỏa hồn vào thiên nhiên đó, thì ghé đây ngắm thác, ngắm suối rất là đẹp. Ở đây là có cái thác 7 tầng rất là nổi tiếng. Chụp ảnh nơi này, chụp ảnh thì kiểu sao ta, gọi là nó bình thường thôi các bạn nha, không có gì đẹp lắm, tại vì nó còn hoang sơ á. Đi qua bên đây nha. Nó chảy từ đầu nguồn bên đây, chảy ra xuống dưới đây. Và mình sẽ đi qua bên đây. Thì giống như cổng trời Bali thì các bạn nào mà muốn gần đó thì các bạn có thể ghé đây. Và các bạn nào thích hòa mình qua thiên nhiên thì các bạn ghé Suối Mơ này cũng ok. Kiểu ngắm thác. Cái chỗ này là mới nè các bạn, làm mưa làm gió trên mạng trong mấy ngày qua. Chắc cái này chỗ này hồi xưa là mấy cái chỗ thám hiểm cắm trại bình thường thôi, từ từ họ khai thác, nhưng mà bây giờ họ không biết còn đầu tư nữa không. Nếu không đầu tư nữa thì mình thấy chỗ này quá hoang sơ và cũng không có gì gọi là đặc sắc nha. Một cái khu rừng già, ở bên trong khu rừng già thì có con suối mát. Đây có cái lồng chim vô đây chụp ảnh. Mà nó treo leo quá, ai dám chui vô. Đó, sợ đã hết rồi đó. Và bây giờ mình đi ra ngoài mình thăm cái đập chèn 7 tầng nổi tiếng nha. Khi mình vô đây tham quan mình thấy ít người tham quan lắm các bạn. Phía bên đây là đập tràn 7 tầng ở bên trong Suối Mơ nha các bạn. Thì giờ mình sẽ tiến vào đây khám phá và tham quan cho các bạn xem. Cái con đường thì rất là đẹp luôn. Cái con đường này chụp ảnh cưới thì đẹp nè. Đây là cái đập tràn nè. Đập tràn 7 tầng. Cái đập tràn này là đập tràn nhân tạo nha. Mà nhìn cũng vui vui, lạ lạ, hoang sơ. Vậy thôi, ngồi đây ngắm và chụp một vài tấm ảnh xinh xinh. Đó, đây là cái địa điểm mà mình kết thúc ngày hôm nay, kết thúc cái phần 2 tham quan Đà Lạt này nha các bạn.
và các bạn hãy theo dõi những cái video lần sau về cái chuyến đi du lịch Đà Lạt 4 ngày 3 đêm của mình nha. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Các bạn hãy nhớ theo dõi và đăng ký kênh Công Vlog Video cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.